Alo alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đang đến với An Tiến Studio. Nếu các bạn đang đi tìm một bộ mic hát karaoke không dây để có thể kết nối được với dàn loa tại nhà hoặc là loa di động, thậm chí là có thể hát trên ô tô thì các bạn đang xem đúng video rồi đấy. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn hai bộ mic thần kỳ đến từ thương hiệu XLVN. Đó chính là XLVN K18U và K18V. Ngay bên bàn mình đây là hai bộ mic đó. Và tại sao lại gọi chúng là bộ mic thần kỳ? Hãy cùng mình đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trước hết thì mình sẽ nói về mic XLVN K18U trước nhá. Đầu tiên thì mình sẽ phải mở hộp sản phẩm đã. Bên trong bộ sản phẩm thì bao gồm một bản hướng dẫn sử dụng, hai jack cắm 3.5mm và hai đầu cao su để trang bị vào micro. Tránh trường hợp các bạn đặt để trên bàn, mic sẽ bị lăn và bị rơi dẫn đến va đập. Còn đây là trái tim của bộ mic, đó chính là adapter thu và phát tín hiệu. Đây là nhân vật chính của bộ sản phẩm, hai micro karaoke. Bộ mic này thì khá là trang tay, không quá to cũng không quá nhỏ. Trọng lượng thì cũng không quá nặng, tiện lợi cho các bạn có thể mang đi bất cứ nơi đâu, dễ dàng bỏ vào cặp, vali hay là ba lô đi du lịch. Trên thân mic thì được chia làm hai phần. Phần trên là gồm hai nút điều khiển, phần dưới là để chứa pin nguồn. Cách lắp pin thì cũng rất là đơn giản, các bạn sử dụng pin tiểu và lắp vào hai bên như thế này là xong. Để bật mic lên thì các bạn nhấn giữ nút power và khi các bạn muốn tắt đi thì chỉ cần nhấn giữ lì khoảng 2 giây, có chữ off là tắt. Còn đây, tiếp theo thì mình sẽ nói kỹ hơn về trái tim của bộ mic. Adapter này được thiết kế theo kiểu hình bầu dục khá góc cạnh, dễ dàng cầm nắm trong lòng bàn tay, cảm giác không bị trơn tuột. Đây là điều mà mình rất thích ở bộ sản phẩm này, rất là nhẹ nhàng. Ngoài ra thì adapter này chỉ sử dụng nguồn 5V, các bạn chỉ cần mang theo một cái sạc dự phòng, có thể mang theo bất cứ nơi nào bạn muốn rồi. Ở trên phần điều khiển thì có 3 nút. Đầu tiên là chữ pair để kích hoạt nút Bluetooth dò tìm điện thoại. Tiếp theo là nút vôn cộng và nút vôn trừ để tăng giảm âm lượng cho cái beat nhạc karaoke, chứ không phải là cái mic. Các bạn lưu ý nhé. Còn bên cạnh đây mới là nút tăng chỉnh âm lượng của mic, mic vôn. Và đây, các bạn thấy các nút chỉnh echo độ vang này, dài của nó thì cũng khá là dài. Các bạn tinh chỉnh làm sao cho phù hợp với giọng hát của mình nhé. Còn phần phía dưới chúng ta sẽ có hai cổng AUX là một cổng in và cổng out. Cổng in thì sẽ có nhiệm vụ là nhận thông tin từ những thiết bị phát nhạc như là điện thoại, máy tính bảng, laptop. Cổng out thì có nhiệm vụ truyền thông tin đi đến những thiết bị phát âm thanh, ví dụ như trên loa Bluetooth hay là loa ở trên ô tô chẳng hạn. Ok, giờ đến bộ sản phẩm thứ hai, mic XLVN K18V. Mình sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm. Tương tự như là mic K18U, ở bên trong bộ sản phẩm thì có một bản hướng dẫn sử dụng, bộ adapter thu phát tín hiệu và các phụ kiện đi kèm là hai dây AUX và một miếng cao su gắn vào loa. Đây là chiếc mic của chúng ta. Mic được thiết kế hoàn toàn bằng kim loại, cầm khá là chắc chắn và có độ nặng riêng biệt của nó. Không quá nặng mà cũng không quá nhẹ. Bạn có thể dễ dàng mang đi bất cứ đâu mà bạn muốn, chỉ cần cho vào cặp, ba lô hay là vali gì đấy. Về phần sử dụng thì ở đây nó sẽ có một nút nguồn, bên trên là màn hình và tên thương hiệu XLVN. Phần lưới e căng khá chắc chắn để có thể lọc được âm. Phần lắp pin thì hơi khác so với K18U là bạn phải đẩy cái nắp này xuống, sau đó gắn hai viên pin vào như thế này, đẩy nó lên, tách một cái là xong, rất dễ dàng phải không? Bây giờ thì mình nói đến trái tim của bộ mic. Thiết kế hoàn toàn giống với adapter của K18U, nhưng mà phần điều khiển thì hơi khác một chút. Đó là phần Music Vone để tăng âm lượng của beat nhạc và phần Mic First. Phần này được sử dụng trong thuyết trình và trợ giảng. Khi các bạn phát mic lên đồng thời với nhạc, nhấn vào chế độ Mic First này thì giọng nói của bạn sẽ có âm lượng to hơn nhiều so với beat nhạc karaoke. Cả hai chiếc mic mà mình giới thiệu cho các bạn đều có phạm vi hoạt động lên đến 15m, được hoàn thiện kỹ thuật với công nghệ chống ồn và chấm méo, giúp tự động cân bằng âm thanh, kiểm soát và giải tần số cao, hạn chế tiếng hú rít. K18U và K18V bắt âm khá chuẩn và thu hút giọng. Khi mà đưa cách xa miệng một khoảng khá xa thì mic vẫn bắt được tiếng, không bị vỡ hay là biến dạng âm khi hát nốt cao, với khả năng khử nhiễu cực kỳ tốt. Hai mic cũng được trang bị công nghệ Bluetooth chuẩn 4.1, kết nối đa dạng với TV, loa Bluetooth, laptop, smartphone, loa trên ô tô, mixer, âm ly để bạn có thể hát mọi nơi như là trên ô tô, tại nhà, bởi party ngoài trời hay là chuyến dã ngoại. Để biết thêm thông tin chi tiết và giá mới nhất của bộ sản phẩm, hãy truy cập vào đường link mình để bên dưới nhé. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận ngay và luôn, chúng mình sẽ giải đáp cho các bạn. Còn ngay bây giờ, mình sẽ test thử hai mic karaoke này cho các bạn nhé. Bình minh dần lội,
sống có em luôn bên anh, chỉ có đôi đường ta chung lối. Niềm hạnh phúc trong như cơn mơ, chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Sẽ luôn cất cần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Anh có cho em hết bao kỷ niệm mềm ấm, mọi thứ nơi đây đều thuộc về em. Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả, và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa. Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã xa rồi, tiễn đưa em về một tình yêu mới. Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả, để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa, để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm, nhắc cho anh luôn còn một lá trái tim yêu em. Khổ trước sướng sau thì mới giàu, giàu trước khổ sau thì càng đau. Thời thế cho ta nhận biết ra rằng khi gian nan có được ai. Nói nghe nè bạn ơi, tôi xin cảm ơn bạn, nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay. Một lần này nữa thôi, tôi xin cảm ơn bạn, đã cho tôi biết đời chỉ là thế thôi.